Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto xin giới thiệu cho các bạn cam 360 độ. Hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn xem chức năng cũng như là cách thức hoạt động của cam 360 độ như thế nào. Cam 360 độ thì về nguyên lý lắp đặt thì chúng tôi sẽ gắn một cam ở phía trước xe, một cam ở phía sau xe thay vào vị trí cam lùi nguyên bản của xe. Và chúng tôi gắn hai bên gương của xe, dưới gương của xe mỗi bên phải một cam và bên trái một cam, tổng cộng là 4 cam. 4 cam kết hợp sẽ tạo một thành một cái hình mô phỏng 360 độ toàn cảnh của xe. Đây là vòng quanh toàn cảnh của xe. Đây là chi tiết bên phải, bên trái. Đây là chi tiết bên phải của xe. Thay đổi bằng xi nhan. Đấy, bên phải bên trái. Và phía sau, đấy, đây là cam lùi. Đấy, đây trường hợp là mình đang lùi. Có đánh lái theo vô lăng. Ở đây là tiến. Cũng có đánh lái theo vô lăng. Đấy, rất tiện đúng không ạ? Ngoài ra, trong trường hợp chúng ta không xi nhan, không tiến, không xi nhan thì chúng ta có chế độ là bật theo chức năng gọi cam. Trường hợp mà chúng ta không muốn xi nhan mà vẫn muốn quan sát thì chúng ta sẽ gọi cam. Chúng ta bấm nút này thì sẽ gọi cam, thì ngay lập tức cam trước sẽ được hiển thị ra. Xi nhan thì sẽ hiển thị lùi, cam lề. Chúng ta có thể ví dụ vào đường chật, đây là vào đường chật thì chúng ta sẽ nhìn thấy là hai bên sườn của xe, sườn bên phải và sườn bên trái, các bạn nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Rất rõ. Chúng ta có thể view cả thân thân xe, đây là bánh sau, đây là bánh trước, rất tiện đúng không ạ? Khi lùi thì lại sẽ quay trở lại chế độ lùi. Có đánh lái theo vô lăng và chuồng, trong hợp chúng ta lùi ra thì rất tiện đúng không? Chúng ta bám sát đường, vỉa hè cũng rất thuận lợi. Đây, chúng ta xem bám sát vỉa hè như thế nào nhé. Đây các bạn nhìn thấy là bánh trước nó cụ thể như thế nào. Đấy, đây là vỉa hè đúng không? Chúng ta có thể bám sát được vỉa hè. Các bạn nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Chúng ta có thể bám sát được vỉa hè. Đây để mình bám sát vỉa hè này cho các bạn xem về nguyên lý. Chúng ta sẽ phòng ngừa được rất nhiều những cái rủi ro. Đây ví dụ đây là một vỉa hè rất cao. Chúng ta sẽ bám sát vào vỉa hè nhá. Đây các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ biết rõ được là bánh trước đi đâu. Bánh trước đi đâu. Đúng không ạ? Vạch lốp, cái vạch lốp này chính xác khi mà vạch lốp chiếu đến đâu trên đường thì ngay lập tức là lốp được đè lên vị trí đấy. Các bạn nhìn thấy cái sườn bên này, đây là sườn khớp với lại sườn xe, vạch lốp ở bên trong rất khớp đấy ạ. Đây là lùi, trường hợp lùi đấy, đây, các bạn nhìn thấy mình lùi này. Chúng ta sẽ lùi chính xác. Các bạn nhìn thấy toàn cảnh xe đây. Đúng không ạ? Có đánh lái theo vô lăng. Rất tiện lợi đúng không ạ? Ôm sát cua các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Sát đến từng chi tiết một. Nhìn không ạ? Rất thuận lợi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi trên đường cho các bạn xem nhá. Đây mình sẽ đi vào ngõ nhỏ cho các bạn xem. Rất nhiều ô tô các bạn nhìn thấy. Đường rất chật, một bên là ô tô, một bên là xe máy. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta có thể quan sát được chi tiết hai bên. Phía trước cái đống cát các bạn có nhìn thấy vị trí này thân xe
không trùng với lại thân của một chiếc xe khác. Mọi người thấy không? Đây là đống gạch, chúng ta có thể quan sát rất rõ. Ví dụ như là vỉa hè này rất cao, chúng ta có thể các bạn nhìn thấy chúng ta đang song song với lại vỉa hè, rất tiện lợi trong vấn đề đỗ xe. Cho các bạn xem một cái vỉa hè ở bên tay trái, các bạn nhìn thấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Bánh chính xác chi tiết của bánh đang nằm ở đâu? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rất thuận lợi trong cái việc sử dụng xe, điều khiển xe được dễ dàng và phòng ngừa những rủi ro gặp sự cố trên đường và chạm. Ngoài ra thì có chế độ ghi lại đến chi tiết chính xác. Quãng đường đi, camera hành trình. Rất tuyệt vời phải không ạ? Xin cảm ơn.